Thưa quý vị, hôm qua, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang và huyện Phú Tân có buổi tiếp xúc cử tri xã Long Hòa, Phú Long và Phú Thạnh, huyện Phú Tân trước kỳ họp cuối năm 2023. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của tỉnh và huyện Phú Tân. Sau khi nghe báo cáo, cử tri ba xã kiến nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện xem xét nâng cấp mở rộng đường tỉnh 954, tăng cường bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp, hỗ trợ kinh phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách khóm ấp, quan tâm đầu tư hồ bơi ở các trường học. Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh vào những ngày cận Tết thường xảy ra tình trạng thiếu nước sạch sử dụng nên kiến nghị đầu tư thêm hệ thống cấp nước sạch cho người dân tiện sử dụng. Cử tri cũng phản ánh hiện nay tại một số bệnh viện, việc phát thuốc theo bảo hiểm y tế còn thiếu. Để có thuốc, người bệnh vẫn phải mua thuốc thêm bên ngoài, trong khi điều kiện kinh tế của đại bộ phận nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Những ý kiến kiến nghị của bà con cử tri ba xã đến lãnh đạo huyện Phú Tân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu và giải trình thỏa đáng.